Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chơi Lắc Kỹ Sư mà độ khó 5. Ở đây thì nhân vật này là tất cả engineering là sẽ được cộng 25%. Nghĩa là không cần phải bị phụ thuộc vô quá nhiều các chỉ số như là tấn công hay phòng thủ. Nhưng thực tế là nếu chúng ta không có sức mạnh tăng theo thời gian thì rất là yếu mà. Để đi tiếp ha. Lát này thì những cái ụ súng sẽ gần mình ha. May mắn nào. Mau có tiền để đi tiếp ha, có 4 súng rồi. Engineering. Belidam. Hòa máu ha. Đi, cái này cần thiết nữa. Hả? Quên nữa, cái kia cộng kinh nghiệm nhưng mà trừ ren mình đâu có đánh dùng ren nhiều đâu. Đó thôi. Chiên nảy chọi nổ thì có thành hiệu quả, nó bắt thì có không? Không quá. Mo trừ đam. Để đi tiếp ha. Đây bây giờ nó bán một cái trụ 60 kìa. Lấy may mắn vậy. Engineering hả? Rồi giảm máu hồi như thế.
Big Day Engineering Mò ha. Có Melidam máu hồi nè. Mình nghĩ là mình sẽ lấy máu hồi ha. 20 may mắn. 5 máu. Đây một phần cái class này là không có tài cái món nào để đánh và tăng máu đây thời gian cả. Engineering ha. Mới đây thấy ngon đồ ngon rồi nè. Có tiền để dành mua đồ xịn ha. Ở nổi một cái nữa cái máu kìa. Thôi thôi. Nên phải đăng đó là vậy á. Đó à mo linh tinh. Wow, cái này ngon. Tóc tiên, mình sẽ đi tiếp ha. Vậy chính là để farm stack nè. Nhưng mà nó lại hiếm ra những cái món như là giảm đam tăng giáp rồi đó thôi, không có ra món nào cho mình luôn. Wow, quay chính được 400 luôn kìa. Ngon. Engineering XP trừ 3 máu tối đa. Lấy ren làm cái gì? Đó hả? Mau mua cái này. Mua cái này. Máu hồi. More engineering. Trừ 2% sát thương. Cái này được nè. Cộng 25% thương nổ.
Có đánh cái gì nổ không nhỉ? Đâu có bãi mìn đâu. Toàn đạn bắn không. À có nha. Quên nữa, cái sát thương nổ là cái trụ bắn nổ à. Ôi ôi, mất máu quá nhiều, mất máu quá nhiều. Rồi, nó ủi một cái nữa, cái máu đi luôn. Cũng đi xa hơn chút để lấy máu mà có vẻ khó. Trời ơi, máu thì thấp. Tốt nhất là không đổi máu lấy cái gì nữa ha. Ví dụ mình để mau đai thì phải. Không cho tôi cái nào máu vậy. Đó thôi. Mò máu cộng đó. Mua. Mua không chừng trừ. Lấy luôn. Cái này cần thiết ha. Tiếp đi tiếp. Nãy giờ không có cho mình mua một cái trụ gì mới hết. Đó thằng. Engineering. Mo. Nghe được cái ammo tốc độ. Cái máu. Mo đó luôn nè. Máu. Rồi đi tiếp. Chờ dịp có tiền mua tiếp. Boss hả? Con này mệt à. Bắn một cái mất cả nửa cây máu mình luôn. Tốc độ di chuyển chậm quá. Không né được skill của nó. Trời, nó bắn tùm lum luôn. Trời, nó chưa đai nữa kìa. Trầu ghê luôn. Trời ơi, giờ mới đai. Nãy giờ không bán cái trụ nào ngon ngon cho mình ta. Rồi Z3 một lần nè. Lấy luôn. Lấy luôn. Lấy cho bớt âm nha. Engineering bầu hai lần lấy luôn. Hết tiền luôn. Tại vì cái này có hiệu quả của bao đạn nè. Mà chủ bắn có bao không? Mình cũng không biết nữa. Như có nha. Ôi ôi mạnh quá. Ôi ôi, ra ngoài để lấy tiền là dễ đai.
cây nó để ngoài kia, ví dụ mình ra ngoài lấy thì sao. Engineering. Và Steve hút máu. Mắc dữ. Để lấy luôn. Đánh có cơ hội hồi máu à. Một rồi rồi, 93. Nhưng mà mình sẽ mua cây trụ trước. Đi tiếp vậy. Nãy giờ không có cái cộng chỉ số máu lên. Máu quay 14 mà có 33, hơi ít. Một cái mất một đống máu luôn. Bây giờ không có mấy món nào mà cộng cho mình máu dot mo hết. Engineering trừ dot thôi, nó không lấy đâu nha. Giảm giá item 5%. Cái này ngon này, cái này cũng ngon này. Lát mua boss à, rồi đánh nổi nó không ta. Đó mình mới 50, hàng chi cũng hên xui. Rồi nó ủi một cái nữa cái máu cơ. Trời ơi, có tâm mịt mù luôn. Máu hồi là quá chậm. Không đủ sát thương để tiêu diệt nó. Quái bây giờ tự thả tàn ở giữa mình không à. Engineering. Có trụ đây. Mò. Nào khuynh hướng phòng thủ là mình mua ha. Red dot trừ ren, lấy dot chủ yếu là chính. Lấy dot thôi, cho mát 60 luôn. Đủ luôn. Berry ren. Ngóc lại coi có gì hay hay không. Thì rồi miễn phí mà.
Thôi đi tiếp. Chỉ số giảm kinh khủng. Có nữa. Gương bạc cũng ham đấy, nhưng mà đâu có dễ đánh nó mà lấy ra. Còn nó là dạng tướng đánh tầm xa rồi, trưởng không à. Ôi ôi mất máu rồi. May mà mất đót rồi đó. Bây giờ mình chỉ có thiếu máu thôi. Thiếu máu to đào quá. Mình đánh nó được lấy cái gương bạc tức ghê luôn. Không đủ sát thương. Amo bơi đi ren đủ ha. Tiếp vậy. Quay 18 rồi mà mình chưa được nâng cấp được hết những món vũ khí nữa. Toàn mua đồ linh tinh không à. Nên kiểu như mà nâng được 6 cây màu đỏ là mình nghĩ khá là khó luôn, không nổi đâu. Thôi là mua được cái bắn xuyên 2 lần. Thôi bắn cái mất 9 máu. Trời không lụm được đế à. Đóng luôn. 205. Hết tiền. Quay này là xong, cái này là mua lần cuối cùng rồi, hết mua nổi rồi. Mất máu nhiều quá. May mắn của mình cũng 37 á, nó không có cho mình những cái chỉ số máu nhiều. Đụng cái mất nửa cây máu luôn. Đó 60 á. Không chịu nổi. Rồi, 100 nguyên liệu không lấy được luôn. Máu to đà. Engineering nữa. Máu và mon. Giờ cũng không mua đủ nữa, quay cuối rồi. Máu hoặc là máu hồi nè. Hết rồi ha. Đó coi như mình nâng cấp tới đây là mạnh nhất rồi. Không còn cái thể gì nâng được nữa. Giờ chỉ có chạy và sống sót thôi. Tách né dừng ha. Hãy càng xa càng tốt.
nó quơ rồi. Trời ơi. Giờ mình chỉ cố gắng là tồn tại lâu nhất có thể thôi. Đừng hết máu, tụi nó bấm skill ngày càng nhanh, qua ngày càng khủng mà. Hết né kinh khủng luôn. May mình có cái trụ bơm máu, mua được một cái cũng rất là may mắn luôn. Không có không biết sao luôn. Rồi một con nó lên đường. Wow, chiến thắng. Coi như là hoàn thành Danger 5. Gáp được 6 cây mà chỉ có 2 cây màu đỏ thôi nha. 4 cây là màu tím cấp 3 hả. Để gáp full mình nghĩ rất là khó. Khó mà full lắm. Hên là mua được thêm mấy cái trụ kiểu này ha. Thêm 3 trụ này, 2 trụ này bắn phụ mình rất là nhiều luôn. Nếu không cũng không sống sót nổi, ngoài ra nguyên liệu được cộng thêm là do cái này nè. Dư giả chút xíu. Còn cây thì nhờ cái này nên mới đánh một cái là cái cây rớt ra liền. Cũng hên được một cái bộ áo giáp này. Và cái một tím này. Tính ra là không có nhiều tiền để mua luôn. Sát thương không có bao nhiêu cả. Đồ rất ít. Nhưng mà cuối cùng cũng hoàn thành được ha. Rách này là phải tránh né. Chạy mệt mỏi luôn á. Thôi, coi như lát này hoàn thành. Kỹ sư ha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video ha. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Chào mọi người ha.